Dạ, em xin chào mọi người nha. Thì lại là em đây. Phần này em sẽ nói về miếng dán ngải cứu 12 miếng một hộp như thế này hết mọi người. Thì các video trước em đã có đăng rất là nhiều lần rồi, thì em giới thiệu với mọi người ha. Thì hôm nay em về lại, thì hôm nay là tháng 4 rồi. Thì cái giá hôm nay em đã cập nhật giá 2-3 tháng nay, nhưng mà em chưa có cái thời gian để mà em up lên để thông báo với mọi người. Thì em đã lên chi phí, mọi người đã biết thì xăng nó cũng lên giá, bây giờ cái gì nó cũng lên hết trơn á. Phần vận chuyển đồ này kia hàng khó khăn, cho nên là bên giao hàng cho em lên xin lên giá 3.000 một hộp nha mọi người. Thì một hộp như thế này 12 miếng dán thì nó có giá là 28.000 một hộp. Quý anh chị em nào mà mua 10 hộp là 280.000 em sẽ reship nha. Còn mua ít hơn thì phí ship 25.000 giúp em nha. Dạ, em xin mọi người thông cảm giùm em. Ở thời gian 2-3 tháng nay thì có quý anh chị em điện thoại mua hàng cho em, nhưng mà em cũng có xin phép là lên giá rồi, mà tại vì em chưa có thời gian em up lên video để công khai với mọi người, thì hôm nay em up lên cho mọi người dễ chọn lựa ha. Các bạn nào mà muốn mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại Zalo là 0387728778, em ở Tiền Giang. Còn nếu mà muốn xem hơn nhiều cái clip hơn về miếng dán ngải cứu thảo dược nội địa Trung Quốc thì quý anh chị em có thể lướt lên phần video trước, em đã up khá nhiều video rồi, có 4-5 video về miếng dán này, mọi người lướt lên xem giùm em ha. Thì hôm nay cái video này chính là để em cập nhật giá cả, mong mọi người thông cảm ạ. Cái này một hộp 12 miếng thì mình mua 10 hộp cũng 120 miếng dán thôi, giảm đau nhức. Mùa lạnh nè, quý ông bà anh chị em mà lao động hoặc là ông bà ở nhà mình có đau nhức nhức mỏi thì mình mua mình dán nó cũng đâu hư hao gì mọi người. Mọi người cứ mở ra rồi dán xong rồi nhớ để vào cái túi này và khép phần miệng để cái hương thơm của cái miếng dán á, cái mùi ngải cứu nó không bị bay đi nhiều ha. Dạ, em xin cảm ơn quý anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ, anh chị em nào đặt hàng hoặc là xem hàng hoặc là xem ảnh gì thì vui lòng cấp nhắn tin Zalo cho em ha. Dạ, em xin nhắc lại Zalo là 0387728778, em tên Thảo. Dạ, em cảm ơn và xin chào mọi người ạ.